nay đã diễn ra trận chung kết giải Futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2024, cuộc tái đấu giữa hai đội tuyển Futsal nữ Việt Nam và Thái Lan, và thế trận đã khác hoàn toàn so với trận đấu cuối cùng một vòng bảng khi mà đội tuyển Futsal nữ Thái Lan đã giành chiến thắng 3-0 trước chúng ta. Lần này thì các cô gái của đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã thi đấu rất quả cảm và có được thành công xứng đáng. Tuyển Futsal nữ Việt Nam đã nhập cuộc đầy chủ động và pressing ngay trên phần sân của đối thủ. Thái Lan cũng tỏ ra nguy hiểm với những pha phản công. Các học trò của huấn luyện viên Đình Hoàng đã thi đấu tập trung và đầy quyết tâm trong cả trận đấu này. Cả hai đội đều không thể tận dụng được các cơ hội tạo ra và 40 phút của hai hiệp đấu chính thức hòa không bàn thắng. Hai đội bước vào hai hiệp phụ mỗi hiệp 5 phút. Tại đây, tuyển Futsal nữ Việt Nam tiếp tục là đội kiểm soát bóng tốt hơn. Đến phút thứ 3, từ một pha đá biên, Phương Anh sút bóng chạm một cầu thủ đổi hướng đi luôn vào lưới. Bị dẫn trước, tuyển Futsal nữ Thái Lan đã chơi power play ngay ở đầu hiệp phụ thứ 2 và đối thủ đã tìm được bàn gỡ khi Thanh Ngân đá phản lưới nhà từ một pha căng ngang hiểm hóc của một cầu thủ Thái Lan. Tuy nhiên, cũng chỉ chưa đầy một phút sau, chúng ta đã lấy lại thế dẫn bàn và Phương Anh tiếp tục là cầu thủ ghi bàn từ một pha phạt góc. Trong hơn 2 phút còn lại, các học trò của huấn luyện viên Đình Hoàng đã phòng ngự đầy quả cảm để bảo vệ tỷ số 2-1. Với chiến thắng trước Thái Lan, tuyển Futsal nữ Việt Nam đã có lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á. Vâng, ngay sau những diễn biến hấp dẫn tại vòng 9 của V-League thì vào ngày hôm nay, thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam đã hội quân để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á, và sau đây chỉ 2 ngày thôi, toàn đội sẽ đến Hàn Quốc và có 3 trận đấu tập. Vào sáng ngày mai thì đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, sau đó sẽ di chuyển sang Hàn Quốc vào rạng sáng ngày 23 tháng 11. Đội sẽ có 3 trận đấu tập được sắp xếp theo độ khó tăng dần. Cụ thể, ở trận đấu tập đầu tiên mang tính khởi động thì đội tuyển Việt Nam sẽ gặp câu lạc bộ Ulsan Citizen thuộc K-League 3. Hai trận đấu tiếp theo sẽ là gặp Daegu FC và Jeonbuk Hyundai Motors đang chơi tại K-League 1. Đây cũng là hai câu lạc bộ có chất lượng rất tốt. Vào ngày 6 tháng 12 thì đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Lào để chuẩn bị cho trận đấu ra quân tại bảng B ASEAN Cup năm 2024 gặp đội tuyển Lào vào ngày 9 tháng 12. Thưa quý vị, sau 4 trận đấu tại V-League vào buổi tối ngày hôm qua thì người hâm mộ có chung một cảm giác, đó là tiếc nuối bởi vì V-League đang hay đến như vậy. Thế nhưng phải gần 2 tháng nữa chúng ta mới được xem lại vì đội tuyển Việt Nam thi đấu. Và trong buổi tối ngày hôm qua thì cái tên gây ấn tượng nhất hẳn phải là đây, thưa quý vị, Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo này thì có được một cú hat-trick vào lưới BKMX Bình Dương để giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 pha lập công bằng với Leo Arthur và Nguyễn Tiến Linh, và qua đó thì giúp cho nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định tiếp tục so kè với Đông Á Thanh Hóa trong cuộc đua vô địch. Trải qua 9 vòng đấu, giải vô địch quốc gia LW Bank V-League 2024-2025 đã đi được 1/3 chặng đường. Hiện tại trên bảng xếp hạng, hai đội bóng đang dẫn đầu và bám đuổi nhau gắt gao là Đông Á Thanh Hóa và đương kim vô địch mùa giải trước Thép Xanh Nam Định. Còn đội bóng thứ 3 và thứ 4 đang là Thể Công Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang cách đội đứng thứ 2 4 điểm và đội đầu bảng 5 điểm. Khoảng cách giữa hai đội đứng đầu chỉ là 1 điểm nên mọi chỉ số của hai đội cũng gần như sát nhau. Về số trận thắng, cả hai đang sở hữu số trận thắng cao nhất các đội từ đầu mùa đến nay là thắng 6 trận, còn số trận hòa và trận thua thì Thép Xanh Nam Định đang hòa ít hơn 1 trận và thua nhiều hơn 1 trận so với Đông Á Thanh Hóa. Nhưng hiệu số bàn thắng bại thì đội đầu bảng đang kém hơn so với Thép Xanh Nam Định. Mặc dù số bàn thua của cả hai đang bằng nhau là 7 bàn, nhưng Thép Xanh Nam Định lại sở hữu hàng công rất mạnh khi đã có tới 19 bàn thắng được ghi qua 9 trận đấu, tương đương 2,1 bàn thắng 1 trận, nhiều nhất trong các đội dự giải. Còn Đông Á Thanh Hóa cũng có hàng công đứng thứ 2 với 15 bàn qua 9 trận. Chắc chắn ở 2/3 chặng đường tiếp theo của mùa giải sẽ là những màn đua tranh quyết liệt của cả hai, cùng các đội đang giáo diết bám đuổi phía sau để tạo ra một mùa giải kịch tính và hấp dẫn nhất. Trong top 4 hiện tại thì có tên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, và đây là bất ngờ lớn nhất đến thời điểm hiện tại của mùa giải V-League 2024-2025. Còn nhớ là ở mùa giải trước thì câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải rất vất vả mới có thể trụ hạng thành công. Thế nhưng ở mùa giải năm nay thì họ là đội bóng duy nhất vẫn còn đang bất bại cho tới thời điểm hiện tại với những thống kê vô cùng ấn tượng. Một tình huống đã phát nhanh. Trận hòa 1-1 với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại sân Thống Nhất hôm qua đã giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có trận thứ 9 bất bại ở mùa giải năm nay.
Họ chỉ cần thêm một trận hòa hoặc thắng nữa là cân bằng kỷ lục 10 trận bất bại của câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải 2018. 9 trận bất bại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng được 3 trận, hòa tới 6, giành được 15 điểm. Họ đang sở hữu hàng thủ mạnh nhất giải với còn vẹn 5 bàn thua, còn hàng công cũng ghi được 9 bàn. Sân nhà vẫn là điểm tựa chính cho thành công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 2 chiến thắng, 1 trận hòa. Và họ cũng mới chỉ để lọt lưới 1 bàn thua trên sân nhà mùa này. Đây chính là sự khởi đầu thành công nhất của đội bóng kể từ khi bắt đầu tranh tài ở V-League từ năm 2020. Vâng, để mà nói trong thể thao dùng câu nói đó là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, chắc là cũng không sai phải không thưa quý vị. Như quý vị vừa thấy thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tìm kiếm trận thứ 10 bất bại liên tiếp tại V-League mùa này. Trong khi với một vài cái tên khác thì đôi khi tìm kiếm một chiến thắng thôi, sao mà khó quá. Thế nhưng cuối cùng thì câu lạc bộ Hải Phòng đã có được điều mình cần, sau 8 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua mà thôi. Tiếp đội khách Hoàng Gia Lai trên sân nhà Lạch Tray, câu lạc bộ Hải Phòng đang gặp nhiều vấn đề bùa vây như lực lượng đã mỏng đi và kém chất lượng hơn những mùa giải trước rất nhiều. Cũng vì đó là hàng thủ thi đấu không ăn ý, khiến đội bóng này phải nhận tới 13 bàn thua khi mới trải qua 8 vòng đấu, con số cao thứ 2 tại giải. Sau 4 trận hòa và 4 trận thua cùng 4 điểm có được, câu lạc bộ Hải Phòng chỉ hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng nhờ hiệu số bàn thắng bại, khiến huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm phải tính toán lại phương thức tiếp cận trận đấu. Và với sự uyển chuyển, thích nghi khéo léo của mình, vị chiến lược gia này đã tạo ra một thế trận hợp lý với một hàng thủ chắc chắn, hàng công chắc chiêu tận dụng tốt cơ hội và một sự tự tin cao độ. Điển hình như cú sút 11m của Lucao bị Văn Lợi bên phía Hoàng Gia Lai cản phá cũng không khiến các học trò của huấn viên Chu Đình Nghiêm lúng túng khi ngay sau đó hai bàn thắng được ghi trong hiệp 1 từ Biku và Hữu Sơn đã giúp câu lạc bộ Hải Phòng kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0 để tạo bước đà cho thầy trò huấn viên Chu Đình Nghiêm có chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Thưa quý vị, sau vòng 9 thì câu lạc bộ Hải Phòng đã biết đến chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Cho dù là chiến thắng này thì chưa thể giúp cho câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng có thể thoát khỏi 3 vị trí đứng cuối bảng. Thế nhưng nếu như nhìn vào thành tích thì người hâm mộ của đội bóng này cũng có thể cảm thấy phần nào được an ủi nếu như họ nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của hai đội bóng đang xếp phía sau, đó là Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng. SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An đang phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải đầy thách thức. Sông Lam Nghệ An mới giành được vỏn vẹn 5 điểm sau 5 trận hòa 4 trận thua. Đội chủ sân Vinh mới ghi được 5 bàn nhưng đã phải vào lưới nhặt bóng tới 16 lần. Thất bại 0-5 trước Viettel ở vòng 19 càng khiến cho cuộc khủng hoảng của Sông Lam Nghệ An thêm phần trầm trọng. Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã chia tay. SHB Đà Nẵng thậm chí còn bết bát hơn với vỏn vẹn 4 điểm, 4 trận hòa 5 trận thua, ghi được 5 bàn và để thủng lưới tới 17 bàn. Thưa quý vị, với những tín đồ thời trang thì hẳn không còn xa lạ gì với cái tên là gia đình Arnault phải không ạ? Gia đình giàu nhất nước Pháp nhờ việc kiểm soát đế chế hàng xa xỉ LVMH. Và gia đình này mới đây đã gây bất ngờ khi mà tuyên bố rằng mình sẽ mua lại cổ đông lớn của câu lạc bộ Paris FC. Jurgen Klopp sẽ đóng vai trò quan trọng trong dự án Paris FC vừa được gia đình Arnault và Red Bull mua lại. Cựu huấn luyện viên này sẽ sử dụng chuyên môn của mình để biến câu lạc bộ thành một thương hiệu toàn cầu. Sự xuất hiện của Jurgen Klopp tại Red Bull đánh dấu sự khởi đầu một kỷ nguyên mới cho Paris FC, đội bóng vừa được gia đình Arnault và Red Bull giành quyền sở hữu 95% cổ phần. Với tư cách là giám đốc điều hành bóng đá mới của Red Bull, Jurgen Klopp sẽ giám sát các câu lạc bộ trực thuộc bao gồm RB Leipzig và Salzburg, nhưng mối quan tâm đặc biệt của ông đối với Paris FC rõ ràng là rất nổi bật. Antoine Arnold, huấn luyện viên tương lai của câu lạc bộ, khẳng định sự nhiệt tình của cựu huấn luyện viên Liverpool đối với dự án này nhằm xây dựng Paris FC trở thành câu lạc bộ lớn thứ hai ở Paris có khả năng cạnh tranh với Paris Saint-Germain. Chuyển nhượng cầu thủ thì luôn là một điều rất cần thiết và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của mỗi một đội bóng. Thế nhưng chi tiêu thế nào cho hợp lý để số tiền chi ra thì tương xứng với thành tích thu về thì không phải là đội bóng nào cũng làm được. Kể từ sau thời đại của Sir Alex Ferguson, Manchester United đã không tiếc tiền trên thị trường chuyển nhượng với hy vọng tái hiện lại vinh quang cho sân Old Trafford. Trong một thập kỷ qua, Manchester United đã bỏ ra hơn 1 tỷ bảng Anh để mua cầu thủ và thu về 2 chiếc vô địch UEFA, 2 cúp liên đoàn và 1 Europa League. Tuy nhiên, sự ổn định với đội bóng này vẫn là điều khiến họ chưa đạt tới thành công như kỳ vọng. Trong khi đó, Liverpool lại cho thấy một chính sách chi tiêu hợp lý hơn rất nhiều. Nhưng thành công lại thu về rất lớn. Họ chỉ đứng thứ 17 trong bảng danh sách chi tiêu chuyển nhượng trong một thập kỷ qua, với số tiền 304 triệu bảng, nhưng đã có một chiếc vô địch Champions League và siêu cúp châu Âu.
Paris Saint-Germain đứng thứ 3, phần lớn bởi các thương vụ đình đám như Neymar, Lionel Messi và Sergio Ramos. Thưa quý vị, virus FIFA vẫn luôn là một cái gì đó rất ám ảnh để ám chỉ về việc những cầu thủ bị chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia, và với Manchester United thì cũng không phải ngoại lệ, vì trong tháng 11 này đây họ sẽ chỉ còn lại đúng hai trung vệ lành lặn là Johnny Evans và Matthijs de Ligt. Đây sẽ là một bài toán rất khó với tân huấn luyện viên Ruben Amorim. Tân huấn luyện viên Ruben Amorim sẽ có màn ra mắt tại câu lạc bộ Manchester United với chuyến làm khách tới sân của Ipswich Town tại vòng 12 giải Ngoại hạng Anh. Đây được coi là đối thủ vượt tầm để vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể giành một kết quả có lợi trong ngày ra mắt đội bóng mới. Mặc dù vậy, khó khăn vẫn là không nhỏ với huấn luyện viên Ruben Amorim khi mà hàng loạt những cầu thủ trụ cột trong đội hình vẫn chưa thể trở lại thi đấu sau chấn thương, như Lisandro Martinez hay là Harry Maguire. Thậm chí với những cái tên đã trở lại tập luyện trong tuần qua như Luke Shaw, Thierry Malasia, Lenny Yoro, Kobbie Mainoo và cả Mason Mount thì khả năng ra sân tại trận đấu tới cũng là không nhiều. Trong khi đó thì câu lạc bộ Real Madrid cũng đang gặp rắc rối lớn với sự thiếu gắn kết trên hàng tấn công trước thềm chuyến làm khách tới sân của Leganés tại vòng 14 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, đặc biệt là giữa Mbappe và Vinicius Junior. Và liệu huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ thực hiện điều chỉnh như thế nào để câu lạc bộ Real Madrid có thể lấy lại được phong độ, nhất là khi đội bóng này đang bị tụt lại phía sau trong cuộc đua ở Tây Ban Nha và cả UEFA Champions League. Khác với Manchester United, người hàng xóm Manchester City cũng đầu tư rất nhiều trong một thập kỷ đã qua. Thế nhưng thành công thế nào thì hẳn là ai cũng biết rồi. Và mặc dù đang có 4 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường, thế nhưng đội bóng này vẫn đón tin vui khi huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ gia hạn thêm một năm nữa. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha hẳn có những toan tính nhất định khi chỉ gia hạn thêm một năm hợp đồng với Manchester City. Nếu hoàn tất hợp đồng, huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ kỷ niệm tròn 10 năm dẫn dắt đội chủ sân Etihad. Quãng thời gian từ nay tới hè 2026 sẽ là đủ để ông và ban lãnh đạo nhận định các vấn đề liên quan tới tương lai. Trước mắt, Manchester City đang phải đối mặt với 115 cáo buộc vi phạm tài chính và đứng trước nguy cơ bị xuống hạng, hoặc nhẹ hơn là phạt tiền và cấm chuyển nhượng. Việc huấn luyện viên Pep Guardiola sẵn sàng đồng hành cùng Manchester City xử lý khó khăn cũng là hành động giúp tinh thần của toàn đội tốt hơn, qua đó vượt qua giai đoạn này. Bản thân ông hiểu rằng cơ hội để dẫn dắt một đội bóng lớn trong hè năm sau là chưa rõ ràng, và việc tiếp tục ở lại với môi trường mình đã quen thuộc là một lựa chọn hợp lý. Bù lại, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng sẽ có thêm quyền trong việc tăng cường lực lượng, đồng thời đóng vai trò xây dựng đội ngũ chuyển giao nếu ông rời nước Anh vào mùa hè năm 2026.